Ngày 5 tháng 9, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố 8 tháng đầu năm, kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án nâng cao nhận thức quản lý chất thải rắn. Tính đến ngày 4 tháng 9 năm 2019, thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác thải trên địa bàn thành phố đạt hơn 4 tỷ đồng, bằng 66,7% kế hoạch giao. Thu giá dịch vụ xử lý rác thải đạt trên 2,63 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch giao. Đối với việc triển khai dự án nâng cao nhận thức quản lý chất thải rắn, trong thời gian qua, thành phố đã thí điểm thực hiện tại 7 tuyến phố trên địa bàn phường Thanh Sơn, bước đầu thu được kết quả tích cực. Nhiều hộ gia đình đã tiến hành phân loại rác tại nguồn, đổ rác đúng thời gian, đúng nơi quy định. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đặng Đình Sách, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đề nghị các phòng ban chức năng, Ủy ban nhân dân các xã phường, Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình Đô thị thành phố tiếp tục đôn đốc việc thu giá dịch vụ thu gom vận chuyển rác, tiến hành xuất hóa đơn báo cáo thuế theo quy định, đẩy nhanh tiến độ thu giá dịch vụ thu gom rác tại các cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình, thường xuyên đôn đốc việc thu gom vận chuyển rác tại các khu dân cư, không để tình trạng rác tồn đọng gây ô nhiễm môi trường. Song song với đó, tăng cường tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức phân loại rác tại nhà, đổ rác đúng nơi, đúng loại, quản lý tốt các thùng phân loại rác.